Tử vi tuổi Thân tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch. Với mong muốn, anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Thân có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết cụ thể. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Thân. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Thân sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 12, tức ngày 18 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 và Nhâm Thân sinh năm 1992. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 12, tức ngày 30 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 12, tức ngày 11 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1963. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 12, tức ngày 21 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 12, tức ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 12 năm 2020 tuổi Thân, sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi thì ít mà bấp bênh thì nhiều. Thời gian này, tốt nhất là bạn nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn, dẫn đến những hành động sai trái. Hơn nữa, công việc của tuổi Thân không được như ý do luôn bị tiểu nhân đeo bám, kẻ xấu lợi dụng lúc sơ hở để dìm bạn. Người trẻ tuổi có thể cảm thấy hoang mang, bối rối khi nghĩ về con đường tương lai quá dài ở trước mắt. Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác, cần bình tĩnh lại, dành thời gian để suy nghĩ và đánh giá về chính bản thân mình, xem khả năng của mình nằm ở lĩnh vực nào, sau đó mới lập ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, nên tiêu tiền vào những việc cần thiết,
không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, mặt tài lộc. Do công việc không được tốt nên tình hình tài chính của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống trong thời điểm tháng 12 này. Bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, không quyết đoán nên dù cơ hội luôn có ở đó nhưng bạn không thể nắm bắt được để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế, đừng oán trách rằng tại sao người ta nhanh giàu còn mình thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình. Có nguy cơ sẽ bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm phong thủy hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Minh quang pháp bảo còn là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự, hành thông, tốt lành. Thứ ba, mặt tình cảm và gia đạo. Theo tử vi tháng 12, âm lịch của tuổi Thân, chuyện tình duyên của con giáp này có những chuyển biến tích cực. Bạn có thể mở lòng mình để sẵn sàng đón nhận những điều hạnh phúc mà cuộc sống mang lại. Bạn có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng trong các buổi xã giao, tiệc tùng với khách hàng, đối tác hoặc trong các buổi tụ tập, bạn bè gặp gỡ. Để chuyện tình duyên san sẻ, hạnh phúc may mắn, thành công, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn. Đây là vật phẩm hỗ trợ kích tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ đã lập gia đình thành công, hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít. Thứ tư, mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Thân không có gì phải quá lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng quá lớn tới bạn nhiều. Ngoài ra, người tuổi Thân nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai nên chú ý. Để giúp các gia chủ yên tâm, khỏe mạnh hơn, các gia chủ tuổi Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc. Tử vi của từng tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, Bình Thân, sinh năm 1956. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình không quá tốt đối với gia chủ Bình Thân. Ở tuổi này, điều mà gia chủ cần quan tâm là sức khỏe, mọi công việc nên gạt sang một bên. Tháng này, bạn sẽ có tin vui từ con cháu, có thể có tiệc hỷ của cháu. Thầy Gia Cát khuyên người tuổi Bình Thân luôn mang bên mình vòng tay tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để đem lại may mắn về sức khỏe, kỵ tà, hóa sát. Thứ hai, Mậu Thân, sinh năm 1968. Vận thế của người tuổi Mậu Thân lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên chần chừ, do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Bước sang tháng 12 âm lịch, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn. Bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý, có thể sẽ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế, người tuổi Mậu Thân cần có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn giao thông. Ngoài ra, người tuổi Mậu Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát. Thứ ba, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tháng 12 âm lịch không phải là một tháng quá thuận lợi đối với những người sinh năm Canh Thân, đặc biệt là trong sự nghiệp. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều thị phi, cạnh tranh, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh, khiến bạn không thể nào tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tình hình tài chính của con giáp này cũng không mấy khả quan, khó tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng để định vị bản thân. Một số người có thể cảm thấy tiền đồ mờ mịt.
hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao kỹ năng, giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp, không nên nóng vội nhất thời mà nên chờ đợi những thời điểm thích hợp, bởi vào khoảng giữa tháng, vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên. Ngoài ra, người tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ tư, tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Bước vào tháng này, vận thế của người tuổi Nhâm Thân khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ khoanh hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn, lắng nghe, học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang pháp khí bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 âm lịch của tuổi Thân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Thân trong tháng 12 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.